Đây là bạn Thọ, là chủ của cái quán này và là đồng thời là chủ con gà đấy. Bạn ấy đang cho gà ăn. Đây, con gà rừng này thì nó suốt ngày nó đứng ở trên cái cành cây như thế này thôi mà nó không xuống đâu. Khi nào mà nó đói, nó đòi ăn các thứ thì nó sẽ xuống. Con gà này bắt lâu chưa Thọ ơi? Khoảng 2 năm rồi. Gà bắt ở đâu? Em bắt ở trên rừng. Ở rừng nào đây? Ở rừng Trạm Tấu. Sau 2 năm thì đến bây giờ thì con gà đã có vẻ như là được thuần hóa rồi. Mặc dù là nó vẫn muốn nhảy xuống để đi chơi, tán gái lung tung, nhưng mà về cơ bản là chịu khó đứng ở trên cái cành cây như này để phục vụ du khách. Việc thuần hóa gà nó có khó không? Gà cũng khó đấy anh ạ. Vì tập tính của loài là rừng là nó hoang dã. Em nhìn vào đây em nói đây. Cho nên là mình mang về thuần hóa thì cũng phải mất nhiều công sức. Khó nhất là cái gì? Khó nhất là để mình luyện tập cho gà đứng trên cành cây để cho mọi người ngắm nhìn. Bình thường ở trong rừng thì nó vẫn đứng ở trong trên cành cây mà. Đứng nhưng mà hay quen người là nó sẽ bay. Thế là nó cứ cột một cái dây như vậy. Vâng. Thế bao lâu thì nó sẽ quen việc đấy? Cái này là tùy thuộc theo từng con này ạ. Có con thì nó cũng khoảng 1 năm, con thì cũng vài tháng là quen. Nghĩa là Thọ đã thuần hóa nhiều con rồi à? Vâng, em cũng thuần hóa được nhiều con. Thế à? Thế non những con kia đâu hết rồi? Có một số con thì nó khách họ đến thì ưa thì em cũng đã nhường lại cho khách mang về chơi. Thế là nhường lại như vậy thì bao con này, ví dụ con này bao tiền? Con này thì em được nhường lại cho khách du lịch với lại các bạn thì 1 triệu một con. Như vậy là nó cũng gấp đôi, gấp 3 lần con gà thường thôi đúng không? Vâng. Cũng không phải là nhiều lắm. Thế con gà rừng này thì nó khác biệt như thế nào với con gà nhà? Nó khác ở chỗ là cái trọng lượng của con gà này nó tương đối nhẹ. Đúng giờ là nó gáy. Con gà này theo tôi được biết thì nó cứ đúng một canh giờ là nó lại gáy một lần. Và đặc biệt là nhìn cái cựa đấy, mà nhìn thấy cái chân của nó không? Cái cựa của nó như là một cái gai tre luôn. Nó rất là dài, rất là sắc. Loại này mà đánh nhau thì rất là oanh rồi đấy. Từ hồi mà thuần dưỡng con gà này thì nó đã chạy trốn mấy lần? 5-6 lần rồi anh ạ. 5-6 lần chạy chủ. Thế là không làm sao mà bắt lại được? Thì cũng về anh em là cùng dồn cùng. Thế cứ đi lùa hả? Đi lùa. Nào quay được cái cảnh đi lùa gà thì hay quá nhỉ. Rồi, cảm ơn Thọ nhá. Đây, mời các bạn xem con gà. Đấy, con gà này chế độ ăn rất là công tử các bạn nhá. Đấy, tất cả rau này, gạo này, nước này, đấy, gạo ăn vài hạt thì xong lại ăn một miếng rau. Đấy lý do vì sao mà nhìn trông nó rất là thanh thoát. Thi thoảng thì vẫn được cho ăn thịt nhá các bạn nhá. Mình cứ tưởng là gà thì không ăn thịt, nhưng hóa ra là gà rừng này là cũng thi thoảng được cho ăn thịt. Đấy, chế độ ăn uống đây. Đây là cái gạo này, cái nước này, giống như con chim vậy. Bây giờ thì con gà này nó đã không sợ người nữa rồi, nhưng mà vẫn cứ phải buộc vào đây, nếu không nó lại sẽ bay đi. Và chủ gà nói là con gà này có thể bay từ quả đồi này sang quả đồi khác, có nghĩa là bay nó cỡ vào khoảng độ cả 100 mét đấy, chứ không ít đâu. Gà nhà ta thì cũng ngày xưa vốn dĩ là gà rừng, gà nhà đấy thì vốn dĩ cũng là gốc là gà rừng, sau đấy sống với con người mãi rồi thì béo lên thì không thể nào bay được. Con này bây giờ vẫn bay được rất là tốt, nhìn trông rất là dáng vẻ rất là oách lẫm liệt đấy, nhìn dáng rất là đẹp đúng không các bạn? Các bạn đừng có nghĩ đến món gà nhá, mẹ gà rừng để chiêm ngưỡng, để xem giống như con chim, các bạn cứ nghĩ đến món gà rán là thế nào đấy. Rồi, các bạn muốn xem thêm cái gì nữa ở trên YouTube của mình thì các bạn hãy nói để mình đi quay cho các bạn xem nhá. Bye bye, nhớ subscribe của mình nhá.